Mối tình đầu của Hồ Xuân Hương. Hồ Xuân Hương và Nguyễn Du đều là những tao nhân mặc cách sống cùng thời, là những văn nhân nổi tiếng của dân tộc. Vì thế, có nhiều người đặt ra giả thiết cho rằng giữa bà chúa Thơ Nôm và đại thi hào dân tộc thực sự đã có mối tình riêng. Câu chuyện bắt nguồn từ một bài thơ có trong tập Lưu Hương Ký của Hồ Xuân Hương, Nhớ bản cũ. Viết gửi Cần Chánh học sĩ Nguyễn Hầu. Dưới tên bài thơ còn ghi chú: Hầu Nghi Xuân tiêm điển nhân. Nguyễn Hầu ở đây chính là Nguyễn Du, quê ở Nghi Xuân, Tiên Điền, năm 1805 được phong Du Đức Hầu. Đến năm 1813 được thăng Cần Chánh học sĩ, sung Chánh sứ sang nhà Thanh. Bài thơ cũng được Hồ Xuân Hương viết vào năm 1813, khi Nguyễn Du được phong chánh học sĩ. Có hai câu thơ: Chữ tình chốc đã 3 năm vẹn, giấc mộng rồi ra nửa khắc không. Hai câu thơ này đã đặt ra giả thiết hai người gặp nhau ở một trong những lần Nguyễn Du qua Thăng Long và nảy sinh tình cảm. Về phía Nguyễn Du, không có bất cứ một tác phẩm nào lưu lại cho thấy ông nhắc trực diện tới tình cảm với Hồ Xuân Hương. Thế nhưng, trong những lần qua lại Thăng Long, Nguyễn Du có để lại bài thơ Long Thành Cầm Giả Ca, bày tỏ sự cảm thương tiếng đàn, nhan sắc của người con gái đất Thăng Long, mà nhiều người cho rằng đó chính là Hồ Xuân Hương. Nguyễn Du sinh năm 1766, Hồ Xuân Hương sinh năm 1772. Cả hai đều từ xứ Nghệ ra Thăng Long lúc thanh xuân đẹp nhất. Hồ Xuân Hương đang ở tuổi 18, căng tràn sức sống, còn Nguyễn Du 24 tuổi, nhiều ưu tư. Họ gặp nhau trong một lần hái sen ở Hồ Tây. Và cả hai đều là những con người trí tuệ, tinh thông. Gia tài thơ ca của Nguyễn Du đậm chất bác học, còn gia tài thơ ca của Hồ Xuân Hương đậm chất dân gian. Cùng với di sản để lại, đại thi hào Nguyễn Du và bà chúa Thơ Nôm Hồ Xuân Hương đã được tổ chức UNESCO khuyến nghị vinh danh là danh nhân văn hóa của nhân loại.